Chúng ta khác là một mà thì hiện nay bác thì không tự động ha. Và bạn đọc chuẩn bị khi hát xong đọc cái câu chót, cái đoạn chót của mẹ là chính đoạn đầu tiên nha. Bạn nên lưu ý khi đọc hết câu đó, đoạn đó hãy tắt nha. Mình thầy mẹ mô thanh.